vậy đó là mình ủ 2 tiếng nha cả nhà. Mình ủ 2 tiếng. Trong khi chờ đợi thì bắt đầu mình để mình thấy nhân cái rồi mình thấy qua nhân rồi mình do nhân tròn cái này. Nhân này thì của mình là mình cũng đã làm lớp sẵn rồi, chỉ nói cho cả nhà nghe thì mình bỏ vô miếng lắm mèo, miếng củ sắn hoặc là củ hành đó cả nhà, mình thì bỏ cái củ hành với củ sắn luôn và miếng tiêu vậy thôi à. Rồi xong xuôi ướp gia vị đường vậy mặn mặn ngọt ngọt. Đấy, cái này vậy là bánh nhưng bánh nó làm vậy. Rồi xong mình cho cái con tròn này nè, mình để sẵn nha cả nhà, vậy nè đó, để sẵn đây mình chờ cho cái 2 tiếng nữa rồi mình bỏ vô mình chiên thôi. Mình ăn vỏ bánh thì mình chiên thôi nha, đơn giản thôi ha. Thường cái gì là được khoảng 12 tới 15 cái này. Đơn giản lắm. Thay vì mình ăn bánh patiso, mình không biết không làm bánh patiso thì mình làm cái này dạng bánh mì chan này thôi, cái vỏ nó khác. Mình để mình ủ bột được 2 tiếng rồi cả nhà, nó dày quá mình giờ giờ ra thành cái khối dài dài để mình dễ lắm. Ở trong thời gian chờ đợi thì mình dò mấy cục nhân rồi nè, mình dò khoảng 15 cục nhưng mà cũng còn thịt, nên khi nào trường hợp mình nó dư bột thì mình có thể mình làm thêm, mình gắp cục cục ra đây thử có được 15 cục. Làm cái nước trần nó cũng giống y vậy thôi, nhưng mà có một cái là mình không có cần phải pha cái gì thôi, mình bỏ thêm mình khỏi bỏ bột bột nậu. Nước trần á mình hấp mình làm mặn như mặn xong mình hấp xong mình luộc cũng chan là xong. Cái này cũng không chan được. Tròn tròn đấy nè, xong cái nhỏ ép ra.
cái miếng thịt thịt hả? Ừ. Nó cột nghe nó xíu bò miếng thịt nó là ra kia nha. Đây 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 chờ mình. Đó, còn bây giờ mình ủ mình chờ thêm thôi.
cái phần lên này nè, nói đều rồi nè. Thơm ghê luôn á. Cái bước đầu mình làm cái ngày đầu tiên là mình làm cái bánh bánh cam mặn này nè, cái này nó cũng ok luôn nè, mừng ghê luôn á. Mình cũng cho bánh luôn. Dạ, giống như cho bánh lăng này ha. Thôi thôi thôi, dớt ra được. Trời, từ tôi không biết làm mà tại vì nó ngon quá. Hỏi ngon không? Tại vì lấy cái giá dớt lên cho nó lấy cho nó toàn. Tại cái banh mà nó rớt xuống một cái là cái đồng một cái là cái mặt nó chung chung vậy. Ok không cả nhà? Bây giờ đó là cái món
cam nhân mặn. Bánh cam nhân thịt của mình đó là chiên rồi và cũng đã hoàn thành rồi. Mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ vào video clip của mình cùng like, cùng share và cùng đăng ký nha cả nhà. Mình rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người nha. Cảm ơn nhiều.